Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Linh 365. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết về tử vi tuần mới từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 9 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp tía trầm lắng dần lơ la. Đầu tiên là tử vi tuần mới của tuổi Tý. Tử vi tuần mới từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 9 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp thấy rằng tuần này là khoảng thời gian khá trầm lắng đối với người tuổi Tý, đặc biệt là khoảng thời gian đầu tuần. Người theo con đường công danh sự nghiệp cần hạn chế nảy sinh các mâu thuẫn thị phi với đồng nghiệp. Như vậy thì sau đó công việc mới tiến triển thuận lợi hơn. Phương diện tài chính cũng chưa có bước tiến triển nào đáng kể, ngoại trừ người làm nghề tự do có thể nhận được một khoản tiền thù lao vào đầu tuần. Vì thế thời điểm này bản mệnh cần hạn chế đầu tư, kinh doanh mua sắm tốn kém kẻo rất thất thoát tiền bạc. Trong gia đình, các cặp đôi vẫn thường xuyên mâu thuẫn với nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, thậm chí có người còn rơi vào cảnh nợ nần, vợ chồng bằng mặt nhưng không bằng lòng. Những làn sóng ngầm sẽ rất dễ gây ra đổ vỡ trong các mối quan hệ. Thái âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân có ít nhiều khởi sắc, tuy nhiên vì bạn không chịu chủ động nên quan hệ với ai cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi thôi. Có lẽ bạn vẫn khó có thể tìm ra nửa kia phù hợp. Tử vi tuổi Giáp Tý mệnh kim cần hạn chế nảy sinh mâu thuẫn thị phi với đồng nghiệp và mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Bính Tý mệnh thủy cần hạn chế đầu tư kinh doanh mua sắm tốn kém kẻo dễ thất thoát tiền bạc. Tử vi tuổi Mậu Tý mệnh hỏa, các cặp đôi vẫn thường xuyên mâu thuẫn với nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Tử vi tuổi Canh Tý mệnh thổ, muốn xây dựng các mối quan hệ thì bạn nên chủ động hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tý mệnh mộc, nghĩa là sóng ngầm sẽ rất dễ gây ra đổ vỡ trong các mối quan hệ. Cảm ơn quý chị tuổi Tý đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Tý có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi của con giáp Tuổi Sửu, ngày mùng 3 đến ngày mùng 9 tháng 4 năm 2023. Sự nghiệp của Tuổi Sửu có những bước tiến khá đáng mừng trong thời điểm này. Được thiên ấn và chiến quan chiếu mệnh, bạn tìm được cơ hội thể hiện điểm mạnh của mình và thường được lãnh đạo đánh giá rất cao, thậm chí có người chạm tay vào cơ hội thăng tiến. Việc kiếm tiền càng đến khoảng thời gian cuối tuần là càng thuận lợi hơn. Nhiều các tinh vây chiếu cho thấy dù làm nghề gì đi nữa, bạn cũng có cơ hội nhận được một khoản tiền thưởng, tiền lãi dư giả. Tuần này bản mệnh cũng có thể cân nhắc thêm các kế hoạch đầu tư mở rộng quy mô. Ngoài ra sao dịch mã chiếu mệnh cho thấy tuần này để kiếm về tiền bạc và danh tiếng thì bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều. Vì thế bạn không nên ngại gian khổ nhất. Thời hiện tại bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Phương diện tình cảm có nhiều dấu hiệu tốt đẹp, vợ chồng bạn biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhau nên nhiều công việc lớn được giải quyết nhanh chóng. Hai người cũng là nguồn động lực lớn lao cổ vũ cùng nhau tiến về phía trước. Tử vi tuổi Ất Sửu mệnh kim tìm được cơ hội thể hiện điểm mạnh của mình được đánh giá rất cao. Tử vi tuổi Đinh Sửu mệnh thủy, người tuổi này được cấp trên khen ngợi chạm tay vào cơ hội thăng quan tiến chức. Tử vi tuổi Kỷ Sửu mệnh hỏa có thể cân nhắc thêm các kế hoạch đầu tư mở rộng quy mô. Tử vi tuổi Tân Sửu mệnh thổ, để kiếm về tiền bạc và danh tiếng thì bạn sẽ phải khá vất vả. Tử vi tuổi Quý Sửu mệnh mộc, vợ chồng bạn biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhau. Cảm ơn quý chị tuổi Sửu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Sửu có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi tuần mới của tuổi Dần. Tuần này không phải là khoảng thời gian thuận lợi trên phương diện sự nghiệp của tuổi Dần. Vì thế bạn cần tập trung vào công việc của mình, không được lơ là trong cả những công việc quen thuộc, nhất để tránh sai sót có thể xảy ra. Phương diện tài chính có khởi sắc vào đầu tuần nhưng khoảng thời gian sau đó thì nhiều rắc rối bắt đầu xuất hiện. Bản mệnh cần cẩn thận trong việc hợp tác với mọi người xung quanh, chớ tin theo lời rủ rê của kẻ xấu. Bên cạnh đó bạn cũng nên hạn chế tiếp xúc với người có chức quyền. Sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt, tuy nhiên bạn lại không thực sự mong muốn đến với ai. Chính vì vậy bạn tỏ vẻ khá rừng rưng, dù trong lòng bạn cũng biết đó là một đối tượng khá triển vọng. Với những người đã có đôi có cặp, con giáp này tỏ vẻ khá thờ ơ với nửa kia, thậm chí dù bị hiểu nhầm mà cũng không nghĩ tới việc giải thích. Thái độ của bạn có thể sẽ khiến khoảng cách của đôi bên ngày càng xa cách. Hãy tâm sự với nửa kia nhiều hơn nếu muốn đối phương hiểu mình. Tử vi tuổi Giáp Dần mệnh thủy cần tập trung vào công việc của mình, không được lơ là. Tử vi tuổi Bính Dần mệnh hỏa cần cẩn trọng trong việc hợp tác với mọi người xung quanh, chớ cả tin. Tử vi tuổi Mậu Dần mệnh thổ nên hạn chế tiếp xúc với người có chức quyền nếu không muốn gặp rắc rối.
từ cái tuổi Canh Dần mệnh mộc và vẻ dử dưng cho dù có cơ hội tiếp xúc với đối tượng khá triển vọng. Từ cái tuổi Nhâm Dần mệnh kim, tỏ vẻ thờ ơ với nửa kia không thường xuyên quan tâm trò chuyện. Cảm ơn quý chị tuổi Dần đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Dần có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi tuần mới của tuổi Mão. Tuần này là một tuần khá xui xẻo đối với người tuổi Mão. Do đó khuyên bản mệnh làm việc gì cũng cần suy tính cẩn thận trước sau, không nên hành động cảm tính, kẻo tự để mình vướng vào rắc rối. Nếu có ai đó đưa ra lời khuyên cho bạn, thì nên khiêm tốn lắng nghe. Phương diện tài lộc, khoảng thời gian đầu tuần, bạn có thể kiếm được một khoản kha khá từ lượng khách hàng thân thiết. Tuy nhiên nếu cứ dựa vào đó thì bạn sẽ nhanh chóng chậm chân so với đối thủ. Con giáp này cần không ngừng làm mới mình trong các lĩnh vực làm ăn, chuyện tình cảm cũng không có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Với bản tính nóng nảy của mình, bạn thường xuyên nổi nóng với nửa kia. Nếu không để ý tới cách nói năng hành xử của mình, bạn rất dễ gây tổn thương đối phương lúc nào không biết. Trong khoảng thời gian bận rộn như thế này, hung tinh thái tuế khiến bạn nên cẩn thận nếu có việc cần xuất hành đi xa, như về quê công tác và du lịch. Trước khi rời nhà, bạn nên đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn. Từ vì tuổi Ất Mão mệnh thủy, làm việc gì cũng cần suy tính cẩn thận trước sau, không nên hành động cảm tính. Từ vì tuổi Đinh Mão mệnh hỏa, nếu có ai đó đưa ra lời khuyên cho bạn thì nên khiêm tốn lắng nghe. Từ vì tuổi Kỷ Mão mệnh thổ, có thể kiếm được một khoản kha khá từ lượng khách hàng thân thiết. Từ vì tuổi Tân Mão mệnh mộc, cẩn thận nếu có việc cần xuất hành đi xa như về quê công tác và du lịch. Từ vì tuổi Quý Mão mệnh kim, nếu không để ý tới cách nói năng hành xử của mình, bạn sẽ rất dễ gây tổn thương người thân. Cảm ơn quý chị tuổi Mão đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Mão có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi tuần mới của tuổi Thìn. Người tuổi Thìn được trải qua một khoảng thời gian ngập tràn may mắn, phát tinh nâng đỡ, khiến công việc nào bạn xử lý cũng hành thông thuận lợi bất ngờ. Bạn còn học hỏi thêm được nhiều kiến thức hữu ích để phát triển bản thân. Tình hình tài chính có những bước phát triển rực rỡ nhất vào khoảng thời gian giữa tuần. Người làm kinh tế có thể nhận được khoản lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó của mình. Nhiều người còn nhận ra con đường làm ăn kinh doanh phù hợp với khả năng. Trong chuyện tình cảm, sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy bản mệnh vốn có những nét hấp dẫn rất riêng, xung quanh không thiếu người săn đón. Bạn có thể cởi mở và thử trò chuyện với một vài người, biết đâu trong số đó có người phù hợp với bạn đấy. Với những người đã có đôi có cặp, bạn rất tôn trọng những người xung quanh và cảm nghĩ của đối phương. Vì thế trong những việc trọng đại, bạn luôn trao đổi bàn bạc với đối phương trước tiên. Nhờ vợ chồng đồng lòng mà việc gì cũng được giải quyết nhanh chóng. Tử vi tuổi Giáp Thìn mệnh hỏa, công việc nào bạn xử lý cũng hành thông thuận lợi bất ngờ. Tử vi tuổi Bính Thìn mệnh thổ, học hỏi thêm được nhiều kiến thức hữu ích để phát triển bản thân. Tử vi tuổi Mậu Thìn mệnh mộc, nhận được khoản lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó của mình. Tử vi tuổi Canh Thìn mệnh kim, cởi mở và thử trò chuyện với một vài người bạn sẽ tìm ra người phù hợp. Tử vi tuổi Nhâm Thìn mệnh thủy, vợ chồng đồng lòng mà việc gì cũng được giải quyết nhanh chóng. Cảm ơn quý chị tuổi Thìn đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Thìn có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi tuần mới của con giáp tuổi Tỵ. Đầu tuần, người tuổi Tỵ nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo. Con giáp này có thể được phân công phụ trách thêm những nhiệm vụ quan trọng. Nhằm khẳng định được vị thế, hãy nhanh chóng nắm bắt bạn đang bước sang những bước vững vàng trên con đường thăng tiến. Tình hình làm ăn kinh doanh cũng có tiến triển thuận lợi trong tuần này. Những kế hoạch bạn đang đặt ra đã có bước phát triển như dự kiến và bạn có thể không cần quá vất vả mà vẫn được các tiền bạc rủng rỉnh đấy. Người tuổi này tuy nhiên, sao Thiên Cầu chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, không nên khiến cơ thể mệt mỏi và kiệt sức. Nếu có dấu hiệu bất ổn về sức khỏe thì cần khám chữa ngay. Về phương diện tình cảm, nhìn chung không có biến động nào quá lớn. Nếu muốn thoát cảnh độc thân, bạn nên chủ động hơn trong việc làm quen với mọi người, không nên sống mãi như thế này trong thế giới riêng. Trên thực tế, tình yêu sẽ làm cho cuộc sống của bạn thêm đẹp tươi đấy. Từ cái tuổi Ất Tỵ mệnh hỏa, có thể được phân công phụ trách thêm những nhiệm vụ quan trọng nhằm khẳng định được vị thế. Từ cái tuổi Đinh Tỵ mệnh thổ, hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội bạn đang bước những bước vững vàng trên con đường thăng tiến. Từ vì tuổi Kỷ Tỵ mệnh mộc, những kế hoạch bạn đặt ra đang có bước phát triển như dự kiến. Từ vì tuổi Tân Tỵ mệnh kim, hãy cởi mở hơn, không nên sống mãi trong thế giới riêng.
tử vi tuổi Quý Tỵ mệnh Thủy cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống chớ làm việc quá sức. Cảm ơn quý anh chị tuổi Tỵ đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Tỵ có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi tuần mới của con giáp tuổi Ngọ. Tuần này có thể coi là khoảng thời gian hung cát đa xen đối với người tuổi Ngọ. Bản mệnh thường bị cấp trên hoặc đồng nghiệp gây khó dễ, khiến sự nghiệp không phát triển như dự kiến. Tuy nhiên mà cũng có khả năng chuyển bại thành thắng khiến người khác khâm phục. Tình hình tài chính có khởi sắc nhưng chưa đáng kể. Vì thế khi cầm tiền trong tay bạn nên giữ cẩn thận, không nên vội vàng đầu tư chỉ vì muốn kiếm lợi nhuận và nhanh chóng. Sự tham lam có thể khiến bạn rơi vào cảnh sôi hỏng bỏng không đấy. Sự xuất hiện của sao Thiên Đức là một lời cổ vũ với bản mệnh. Chỉ cần bạn quyết tâm làm việc thì không việc gì có thể làm khó được bạn. Thậm chí thành công còn nằm ngay trong tầm tay. Vì thế khi đứng trước khó khăn hay cơ hội thì bạn cũng mạnh dạn tiến bước. Quan hệ vợ chồng chưa thực sự êm đềm khi hai người cùng lúc thì cãi cọ, lúc lại êm ấm ngọt ngào. Hai người cần hạ cái tôi của mình xuống và trở nên cư xử một cách trẻ con. Nếu người ấy làm bạn phật lòng thì cũng hãy bao dung hơn và tha thứ cho đối phương. Tử vi tuổi Giáp Ngọ mệnh Kim thường bị cấp trên hoặc đồng nghiệp gây khó dễ khiến sự nghiệp không phát triển. Tử vi tuổi Bính Ngọ mệnh Thủy có khả năng chuyển bại thành thắng khiến người khác khâm phục. Tử vi tuổi Mậu Ngọ mệnh Hỏa khi cầm tiền trong tay bạn nên giữ cẩn thận, không nên vội vàng đầu tư. Tử vi tuổi Canh Ngọ mệnh Thổ chỉ cần bạn quyết tâm làm việc thì không có việc gì có thể làm khó được bạn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ mệnh Mộc cần hạ cái tôi của mình xuống và trở nên cư xử một cách trẻ con. Cảm ơn quý chị tuổi Ngọ đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Ngọ có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi của con giáp tuổi Mùi. Người tuổi Mùi có cơ hội được thăng quan tiến chức trong tuần này. Bản mệnh vốn là người nghiêm túc trong công việc, lại không ngại nhận thêm các khoản nhiệm vụ khó nên được lãnh đạo đánh giá rất cao. Những gì bạn nhận được hoàn toàn xứng đáng với những gì bạn đã bỏ ra. Tình hình tài chính của khởi sắc vào giữa tuần và cuối tuần, như thế có nghĩa là bạn sẽ phải vất vả kiếm tiền hơn nhiều người khác. Con giáp này sẵn sàng làm việc ngay cả khi mọi người chỉ muốn nghỉ ngơi, vì vậy khoản tiền kiếm được dư giả cũng là hiển nhiên. Có điều Bạch Hổ mang lại điểm báo và cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu, và cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông cũng như lao động chân tay để đề phòng sự cố đáng tiếc. Phương diện tình cảm có nhiều cải thiện trong khoảng thời gian cuối tuần. Bản mệnh và nửa kia đã thẳng thắn với nhau hơn nên nhiều người hiểu lầm đều hóa giải. Sau khi trải qua biến cố, hai người biết trân trọng và thấu hiểu nhau nhiều hơn. Tử vi tuổi Ất Mùi mệnh Kim nghiêm túc trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Mùi mệnh Thủy, những gì bạn nhận được hoàn toàn xứng đáng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi mệnh Hỏa luôn sẵn sàng làm việc ngay cả khi mọi người chỉ muốn nghỉ. Tử vi tuổi Tân Mùi mệnh Thổ cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và người thân. Tử vi tuổi Quý Mùi mệnh Mộc, sau khi trải qua biến cố, vợ chồng biết trân trọng và thấu hiểu nhau hơn. Cảm ơn quý chị tuổi Mùi đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Mùi có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi tuần mới của tuổi Thân. Sự nghiệp người tuổi Thân nhìn chung phát triển thuận lợi trong tuần. Bản mệnh có thể tự hoàn thành được công việc được giao, chứng minh được khả năng của mình, khiến đồng nghiệp phải nhìn nhận bằng con mắt khác xưa. Người làm ăn kinh doanh chấp được thời cơ vào thời điểm cuối tuần nên dễ dàng kiếm về một khoản tiền dư giả. Đây chính là một khoản vốn dư giả để bạn tiếp tục đầu tư với những dự án triển vọng trong tương lai, giúp tiền đẻ ra tiền. Các tinh tử vi mang tới thêm nhiều may mắn cho người tuổi này. Hãy nhớ rằng, chỉ cần bạn bỏ ra công sức thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Thậm chí thách thức bất ngờ xuất hiện cũng là cơ hội để bạn rèn luyện và tiến bộ hơn. Tiếc rằng phương diện tình cảm lại không suôn sẻ như mong muốn của bản mệnh, dường như nửa kia vẫn chưa thực sự thấu hiểu bạn, song đừng vì thế mà buồn lòng. Hai người chỉ cần thêm thời gian để trò chuyện với nhau mà thôi, hãy ở bên và lắng nghe trao đổi với nhau nhiều hơn nhé. Tử vi tuổi Giáp Thân mệnh Thủy có thể tự hoàn thành được công việc được giao, chứng minh được khả năng của mình. Tử vi tuổi Bính Thân mệnh Hỏa chấp được thời cơ vào thời điểm cuối tuần nên dễ dàng kiếm về một khoản tiền dư giả. Tử vi tuổi Mậu Thân mệnh Thổ, thách thức bất ngờ xuất hiện cũng là cơ hội để bạn rèn luyện tiến bộ hơn. Tử vi tuổi Canh Thân mệnh Mộc, dường như nửa kia vẫn chưa thực sự thấu hiểu bạn. Tử vi tuổi Nhâm Thân mệnh Kim, cần thêm thời gian để trò chuyện với các thành viên trong gia đình. Cảm ơn quý chị tuổi Thân đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Thân có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi tuần mới của tuổi Dậu.
Người tuổi Dậu trở nên cư xử ngạo mạn trong các mối quan hệ, đặc biệt ở nơi công sở. Dù bạn vừa gặt hái được thành tích cao đi nữa cũng đừng vì thế mà coi thường người khác. Đối thủ có thể nhân lúc bạn lơ là để vượt qua bạn bất cứ lúc nào. Tiền bạc có nhiều dấu hiệu khởi sắc trong thời điểm cuối tuần, có lẽ những khoản đầu tư trước đó đem về cho bạn khoản lợi nhuận dư giả. Và làm kinh doanh buôn bán nắm được xu thế thị trường nên đi tắt đón đầu, kiếm về nhiều tiền hơn hẳn so với đối thủ. Tuy nhiên tử vi tuần mới, đại hao lại là dấu hiệu chứng tỏ bản mệnh sẽ phải chi tiêu khá nhiều trong tuần này. Vì thế hãy có cách sử dụng khoản tiền trong túi hợp lý, không nên mua những món đồ không thực sự hữu dụng trong cuộc sống của mình. Quan hệ vợ chồng vẫn chưa thực sự êm ấm khi hai bạn thường xuyên khắc khẩu với nhau. Đã là người cùng một nhà thì trở nên chuyện bé xé ra to, và cũng nên bao dung hơn với lỗi lầm của đối phương. Tử vi tuổi Ất Dậu mệnh thủy, dù gặt hái được thành tích cao cũng đừng coi thường người khác. Tử vi tuổi Đinh Dậu mệnh hỏa, đối thủ có thể nhân lúc bạn lơ là để vượt qua bạn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu mệnh thổ, người làm kinh doanh buôn bán nắm được xu thế thị trường. Tử vi tuổi Tân Dậu mệnh mộc, hãy có cách sử dụng khoản tiền trong túi hợp lý. Tử vi tuổi Quý Dậu mệnh kim, đó là người cùng một nhà trở nên chuyện bé xé ra to. Cảm ơn quý anh chị tuổi Dậu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Dậu có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi tuần mới của tuổi Tuất. Người tuổi Tuất có thể gặt hái được thành công như mong muốn trong khoảng thời gian này. Bản mệnh luôn cố gắng dành nhiều tâm huyết cho công việc của mình. Điều đó được lãnh đạo đánh giá rất cao và sẵn sàng dành cho bạn những lời động viên khen thưởng xứng đáng. Tình hình làm ăn kinh doanh cả đến cuối tuần càng phát triển rực rỡ hơn. Con giáp này có thể ký kết hợp đồng với những đối tác lớn, đảm bảo việc làm ăn và nguồn tiền lời lãi từ nay về sau. Đồng thời các khoản đầu tư trước đó của bạn cũng đem về khoản tiền ổn định. Có điều sự xuất hiện của tiểu hao là lời khuyên bạn làm việc gì cũng cần có chừng mực, nhất là với chuyện chi tiêu, nếu không dù dùng dình đến đâu cũng dần dần rơi vào cảnh cháy túi. Chuyện tình cảm diễn ra êm đêm, dù bận rộn đến mấy thì bạn và nửa kia vẫn luôn dành thời gian để trò chuyện chia sẻ mọi chuyện với nhau. Hai người có nhiều quan điểm trùng khớp trong công việc và cuộc sống, vì thế ngoài là vợ chồng hai người còn có thể là tri kỷ của nhau. Tử vi tuổi Sắp Tuất mệnh hỏa, luôn cố gắng dành nhiều tâm huyết cho công việc. Tử vi tuổi Bính Tuất mệnh thổ, cấp trên sẵn sàng dành cho bạn những lời động viên. Tử vi tuổi Mậu Tuất mệnh mộc, ký kết được hợp đồng với những đối tác lớn. Tử vi tuổi Canh Tuất mệnh kim, dù bận rộn đến mấy gia đình vẫn luôn dành thời gian để trò chuyện. Tử vi tuổi Nhâm Tuất mệnh thủy, các khoản đầu tư trước đó của bạn cũng đem về khoản tiền ổn định. Cảm ơn quý anh chị tuổi Tuất đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Tuất có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi của con giáp tuổi Hợi. Sự nghiệp tuổi Hợi có những bước tiến khá chậm chạp trong khoảng thời gian đầu tuần. Dường như bạn không tìm được tiếng nói chung với cấp trên và đồng nghiệp, nên công việc nào cũng vấp phải khó khăn, đến cuối tuần mọi chuyện mới có dấu hiệu cải thiện. Tình hình tài chính có nhiều biến động đáng kể, điều đó cho thấy bạn cần phải xem lại phương thức làm ăn kinh doanh của mình. Nếu có điều gì chưa thực sự hợp lý cần thay đổi ngay, nếu cứ đi mãi theo lối mòn bạn cũng dần tụt lại so với đối thủ. Ngoài ra sao xấu ngũ quỷ khuyên bạn phải chú ý đến tình hình sức khỏe. Cho dù công việc bận rộn áp lực đến đâu, hãy chăm chỉ rèn luyện thể lực và sinh hoạt điều độ. Phương diện tình cảm không có nhiều chuyển biến tích cực, dường như bạn vẫn còn để tâm quá nhiều đến chuyện trong quá khứ, chưa thể mở lòng với bất kỳ ai. Tử vi tuổi Ất Hợi mệnh hỏa, không tìm được tiếng nói chung với cấp trên và đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Hợi mệnh thổ, cần phải xem lại phương thức làm ăn kinh doanh của mình. Tử vi tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc, nếu cứ đi mãi theo lối mòn bạn cũng dần tụt lại so với đối thủ. Tử vi tuổi Tân Hợi mệnh kim, hãy chăm chỉ rèn luyện thể lực và sinh hoạt điều độ. Tử vi tuổi Quý Hợi mệnh thủy, không nên thu mình lại, hãy cởi mở hơn trong quan hệ. Cảm ơn quý chị tuổi Hợi đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Hợi có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Quý anh chị và các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về tử vi tuần mới của 12 con giáp. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp quý anh chị và các bạn chủ động hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình. Chúc quý anh chị và các bạn luôn hành thông trong cuộc sống. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Hoặc quý anh chị có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.